Huấn luyện viên Trossier, Hoàng Đức phải dùng thuốc giảm đau để đá V-League. Nguyễn Hoàng Đức phải uống thuốc giảm đau để thi đấu ở câu lạc bộ thể công Viettel và đây là một phần nguyên nhân khiến anh bỏ lỡ ASEAN Cup 2023. Nguyễn Hoàng Đức chỉ có thể tập bình thường vào cuối tháng 1. Tiến Linh và Ngọc Hải còn cần thời gian dài hơn để hồi phục. Họ cần được nghỉ ngơi. Tôi có nói chuyện với Đức Chiến, Hoàng Đức và một số cầu thủ chấn thương. Trong giai đoạn vừa qua họ uống thuốc giảm đau để vào sân thi đấu ở cấp câu lạc bộ, huấn luyện viên Trossier tiết lộ trong buổi họp báo chiều mùng 4 tháng 1. Nguyễn Hoàng Đức bị phù dây chằng chày sân trước và sau, dây chằng sân mắt sau, phù nề phần mềm mắt cá chân trái từ trước khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Trossier buộc phải loại cậu học trò dù trước đó đã điền tên anh vào danh sách sang Qatar. Không đội bóng nào muốn sử dụng các cầu thủ đang gặp chấn thương, nhưng vai trò của Hoàng Đức là không thể thay thế là câu lạc bộ thể công Viettel. Thực tế, tiền vệ sinh năm 1998 bị đau và đá 86 phút ở trận đấu gần nhất trước câu lạc bộ Nam Định. Có thông tin cho rằng Hoàng Đức cố gắng đá tiếp dù đã bị chấn thương. Đội tuyển Việt Nam vắng hàng loạt cầu thủ vì chấn thương như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến. Huấn luyện viên Trossier buộc phải xoay sở với những cái tên còn lại. Ông bổ sung thêm một số cầu thủ trẻ như Lê Văn Đô, Bùi Vĩ Hào hay Nguyễn Văn Trường. Quang Hải và đồng đội lên đường sang Qatar vào sáng ngày mùng 5 tháng 1. Huấn luyện viên Trossier sẽ chốt danh sách 26 người dự ASEAN Cup 2023. Sau trận giao hữu gặp đội tuyển Kyrgyzstan vào ngày 9 tháng 1, ở ASEAN Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1.